Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay là ngày 19 hay 18 ta? Sáng nay là ngày 18 tháng 8 năm 2020. Nhằm ngày hôm nay là 29 tháng 6 âm lịch năm 2020 nha các bạn. Thì sáng nay em xin giới thiệu đến cả nhà lô bông trang sen. Trang sen thì cái bông như thế này đây cả nhà ơi. Đây là hình dáng của bông trang sen, thì cánh của ảnh đang đan lên nhau xen kẽ như cái bông sen vậy đó, cho nên được gọi là trang sen. Cả nhà xem, đó, ở đây có cái bông trang sen với trang thái nằm kế bên nhau nè. Quay cho các bạn so sánh nha. Thì sáng sớm đó, cho nên chim hót ríu rít hòa cùng không khí bầu trời, cho nên rất là hay. Đây cái bông trang sen. Còn trang thái đỏ nè. Còn bên đây là trang thái, à trang thái vàng, nói nhầm. Còn đây là trang thái đỏ. Đó, chim hót. Đây, trang thái. Trang thái, các bạn xem cái bông trang thái nè ha. Đó. Trang thái vàng, còn đây là trang sen. Hiện tại trang sen á thì mình có màu đỏ nha các bạn. Đó, các bạn xem cái cánh của bông trang sen rất là giống hoa sen, cánh đang đan lên nhau nè. Để yên máy quay tặng cho các bạn nhìn rõ, thấy không? Ảnh có từng lớp hết trơn á. Mình quay cái bông đằng này cho các bạn xem rõ nè. Ảnh có từng lớp cánh nở bung ra dần như bông sen vậy đó. Đây. Đó, giống bông sen ghê chưa? Mình sẽ chèn cái bông sen kế bên cho các bạn thấy so sánh. Rất là giống cái bông sen. Rồi mình sẽ cầm lên một cây bất kỳ cho các bạn xem. Cái lô trang sen này mình để dày đặc hết trơn, bởi vì không có bước vô trong. Ở phía xa xa đằng kia thì đang nở rộ. Bây giờ mình sẽ cầm một cây đang nở hoa này cho bạn xem nha. Anh này đi. Anh này đang trổ hoa đây. Trổ hoa rất là say luôn. Hoa thì ảnh trổ như thế này, say bông như thế này. Giờ mình cầm cái này lên cho các bạn xem. Đây. Đây là một cây trang sen của mình. Hoặc là như anh này. Anh này. Đó, thân một cốt đó. Anh này thì cái bông mới tàn. Các bạn thấy cái bông không? Giống cây bông sen.
Còn anh này đó, thân một cốt à. Nó bông từ, nhìn từ trên cao xuống này, nó nhìn từ cái đọt nhìn dài xuống thân, rồi từ thân mình nhìn lên. Để mình qua phía bên này cho các bạn xem. Cái gốc là khá là to rồi. Thân một cốt, tại ảnh lên tàn lên nhánh nè, rễ nè các bạn, bạn xem cây ra rễ xây vậy. Lô này khoảng 200-300 cây nha các bạn. Các bạn đặt bao nhiêu cũng có. Cái bông búp à. Mình sẽ cầm ví dụ vài cây nữa cho các bạn xem. Như cây này đi, cái này thân một cốt, anh này anh cũng đang ra hoa, đó, anh đang ra hoa, rễ. Khi mà còn búp là như thế này. Đây, cầm phía bên này. Khi mà còn búp, khi nở hoa đó, cánh hoa đó các bạn thấy không, y chang như cái bông sen, cho nên người ta gọi là trang sen. Cái tên của bông nó có liên quan với nhau hết trơn à. Xuống. Cái coi thân này là một cốt đẹp. Cầm cái cây này lên. Đó. Cây này ảnh cao to một cốt. Thấy thường không? Đó, đây. Ảnh chuẩn bị ra hoa, ảnh lên đọt đỏ hết trơn nè các bạn. Không? Rồi, video của mình khá là dài rồi. Mình quay sơ lược review ngắn cái lô bông trang sen cho các bạn xem tham khảo. Bạn nào mua thì để comment bên dưới giúp mình. Rồi, một lần nữa cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn này. Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.